Hello anh em nhá, chào mừng anh em trở lại kênh Trailer với Tên Nhật Đức. Đây, thời gian vừa qua thì rất nhiều anh em hỏng cái lắp bình dầu của Hyundai X8. Đây thì đây lắp bình dầu X8 nhá, hàng thay thế các bạn nhá. Đó, con này nó đang bị vướng cái móc nên là mình không nhờ em trai ra được. À đây, được được em ạ. Hello anh em nhá, hôm nay thì mình lại đang tận cảnh dẫn các bạn lắp cái lắp bình dầu của Hyundai X8 GT8 các bạn nhá, Hyundai X8 đời mới nhất luôn. Đấy, thời gian vừa qua rất nhiều anh em đổ dầu bị quên. Đây lắp bình dầu Hyundai X8 các bạn này. Rồi vừa kít kín luôn các bạn nhá. Wow, căng đét luôn. Ok các bạn nhá. Đấy các bạn thì xoáy băng anh thôi. Thế là khóa nó xong rồi. Đấy các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đấy, lắp bình dầu Hyundai X8. Đấy, vừa luôn các bạn nhá. Khóa chặt lích luôn này. Đó, khi nào các mở thì các bạn cắm chìa vào đây thôi là xong. Đấy các bạn cắm chìa vào con xoay này. Đó, ok chưa anh em? Chuẩn căng đét luôn. Thank you em trai rất nhiều luôn. Đấy, thời gian vừa qua thì rất nhiều anh em bị đánh rơi cái lắp bình dầu này, một là đánh rơi, hai là mình đổ dầu quên vội quá. Thì anh em có thể ủng hộ mình nhá, theo số điện thoại là 0978 23083 và 0978 23038, cũng như là 0243 861 6426. Thank you anh em rất nhiều luôn. Đấy các bạn nhá, Hyundai X8 các bạn này, Hyundai X8 luôn đó các bạn nhá. Thank you anh em rất nhiều luôn. Chú ba gửi đi. Lắp bình dầu các bạn nhá.